Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh YouTube Nữ Hoàng Sóc Đĩa của mình. Hôm nay tiếp tục quay trở lại chiến ở cái con game sóc đĩa VB777 này, thì mình sẽ chia sẻ cho anh em một số cái thủ thuật nhỏ để anh em có thể tự tin hơn và dễ dàng giành chiến thắng hơn ở trong cái trò chơi này nhá. Ok, vậy thì mình sẽ vào chơi luôn nhá. Chắc ván này không kịp rồi nên ván này mình sẽ bỏ qua nhá. Để xem về gì đây. Ok, ván này về sấp đôi này. Sấp đôi chẵn 16 lẻ 24. Đang 1-1, đang là cầu 1-1 này. 1-1. Ok, sẽ bắt theo 1-1 ở đây nhá. Tại vì bảng cầu nó cũng đang nghiêng về bên lẻ mà. Ui. Ok, thành công của ván đầu tiên này, định vào 3M cơ nhưng mà hết thời gian rồi, vào được có 2M thôi. Ok, không sao. Dù sao thì mình vẫn chiến thắng ván đầu tiên này. Tiếp tục vẫn là đường cầu 1-1 đấy à. Ok, đang bắt theo 1-1. Bảng cầu lại đang nghiêng à. Đang nghiêng. Ok, ván này mình sẽ vào bên màu đỏ nhá. Ok, chuẩn luôn này. Định vào 3M mà không kịp. Cứ không kịp giờ là nó hiện lên cái chữ lỗi dữ liệu đấy nha mọi người nhá, chứ không phải là do mạng đâu. Anh em nào có công thức hay cái phương pháp nào hay hơn ở trong cái trò chơi này ấy, thì chúng ta hãy cùng nhau lên đây chia sẻ cho nhau cùng biết nhé. 2, 4, 6, 6 này. Đường cầu này rất có khả năng về tứ này. Ok, mình sẽ lắp 3M và thêm 500 ở tứ trắng nhá. Ui dồi ôi, nó về 3 trắng chứ không phải là 4 trắng à. Ok, ván này lại tạch rồi. Vẫn là 1-1 ở đây. Ui giời, có nên bắt lại cái tứ này không? Vậy bàn còn đang nghiêng lẻ nữa chứ. Ok, nhưng mình vẫn kết một tay tứ ở đây. Vẫn vào 3M và lót tứ trắng 500k cái ván này nhá. Mình vẫn nghĩ là nó sẽ ra tứ. Ui giời ơi, vẫn là 3 trắng mọi người ạ. Ok, không sao. Thua 3 ván rồi đúng chưa ạ? Bảng cầu lại đang nghiêng lẹ này. Bây giờ lại theo đa số đi nhá. Ván này theo đa số này. Bích vào cái ván này. 6M. Ok chưa, chuẩn luôn này. Về 3 đỏ luôn nhá. Anh em nếu có cái phương pháp nào hay hơn ý, thì hãy cùng nhau chia sẻ lên đây nhá. Vì chúng ta có ăn của nhau đâu, nên là không sợ ai học được phương pháp của ai đâu, mà là chúng ta ăn của nhà CAI thôi. Nên là anh em cứ có cái phương pháp nào hay thì cứ chia sẻ lên đây để mọi người cùng biết nhé, để chúng ta cùng thu hoạch nhà CAI. Ok, chuẩn luôn này. Đường cầu như thế này này mọi người này, đỏ này xong 3 trắng hoặc là trắng xong 3 đỏ này rất hay về bên chặn nhé. Lại 3 trắng này, 1 đỏ này. Ô, mà bảng cầu đây lại đang nghiêng về bên lẻ này. Ok, mình vào bên trắng ở đây nhá. Tại vì ván trước nó đã về bên chẵn rồi. Ok, chuẩn chưa? Ván trước nó đã về rồi, ván này hiếm khi nào nó lặp lại. Nhất là cái đường cầu 3-1 đã lại 1-3 như thế này. Đây, đến đây mới là cái đường cầu phân vân đây này, 1-3 này. Đến đây có lẽ là nó đi theo 1-3 tiếp không. Đây mọi người nhìn 1 này, 3 này, 1 này. Bảng cầu đang nghiêng lẻ nên là mình sẽ đi theo đa số nhá. Vào 5M ván này. Ok, chuẩn luôn này. Thường thì mọi người cũng phải nhìn vào cái tỷ lệ giữa bên chẵn và bên lẻ này để phán đoán đường cầu cho nó được chuẩn xác hơn nhá. Tiếp tục ở đây, 1-3 ở đây rồi, có lẽ là đường cầu này lại ra 1-3 tiếp không. Tại vì bảng cầu này nó đang nghiêng lẻ này anh em này. Nên ở đây thì mình sẽ vào nhẹ nhá. 3M. 3M cái đường cầu này để xem nó có đúng không nhá. Ok, chuẩn luôn này, về đúng 1-3 luôn. Đúng 1-3 luôn anh em ạ. Chuẩn như mình phán đoán luôn chưa. Khi chơi thì mọi người cũng phải lưu ý cái lịch sử trước của nó nhá. Tại vì thường ấy thì bảng cầu nó ra nó thường hay đi theo cái lịch sử trước đó của nó lắm. Lịch sử trước đó này.
một đỏ ba trắng ở đây này, xong trước lại một ba, một ba. Ok, ván này đi theo cầu nhé. Vào 5 m bên chẵn. Ok, chuẩn luôn này, về sấp đôi nhá. Và anh em có thể thấy là bây giờ cái số lãi của mình là 42.59m rồi phải không ạ? Và cái vốn ban đầu của mình như là hơn 20m đúng chưa ạ? Thì mình sẽ xin chốt lãi ở đây với 42.59m nhé. Còn anh em nào có những cái mẹo hay hay là những cái phương pháp nào hay hơn mà có thể giành chiến thắng ở trong cái trò chơi này ấy, thì mọi người hãy chia sẻ cùng nhau để cho mọi người cùng biết, và để chúng ta sẽ cùng xây dựng nên một cái cộng đồng chơi sóc đĩa văn minh và có kiến thức hơn nhé. Còn cái video ngày hôm nay của mình thì sẽ xin được kết thúc tại đây. Hẹn mọi người ở cái video sau với những cái phương pháp mới hơn và dễ dàng giành chiến thắng hơn ở trong cái trò chơi sóc đĩa này nhé. Mọi người hãy cùng đón đợi cái video sau của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.